Nga đã khởi động các cuộc tập trận chiến lược dưới sự giám sát của Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko từ phòng tình huống ở Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận bao gồm phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của các nhóm tác chiến, biên độ tàu chiến và tàu sân bay cũng như độ tin cậy của vũ khí hạt nhân chiến lược. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng không quân Nga cùng với hạm đội Biển Đen và hạm đội Phương Bắc. Trong cuộc tập trận này, Nga đã phóng thử thành công tên lửa hành trình và siêu thanh trên biển, đánh trúng nhiều mục tiêu ở cách xa hàng nghìn km. Cụ thể, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 JARS đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền Tây Bắc nước Nga, bắn trúng một mục tiêu ở bán đảo Kamchatka ở vùng viễn đông của nước này, sau khi di chuyển khoảng 5.700 km. Tàu ngầm Karelia chạy bằng năng lượng hạt nhân đã bắn một tên lửa đạn đạo R-29RMU Sineva từ biển Barents ở Bắc Cực, cũng nhắm vào bán đảo Kamchatka. Trong khi đó, các tàu chiến và tàu ngầm từ các hạm đội Biển Đen và Phương Bắc của Nga đã bắn thử tên lửa hành trình Kalib và tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm Zircon, một trong những vũ khí mới nhất của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tàu sân bay cỡ lớn và các tàu lớn khác của đối phương. Riêng trong năm 2021, hạm đội Phương Bắc của Nga đã thực hiện ít nhất 12 vụ thử thành công tên lửa này. Cũng trong cuộc tập trận, các máy bay ném bom mang tên lửa tầm xa Tu-95MS đã bắn tên lửa hành trình phóng từ trên không nhằm vào các mục tiêu ở dãy Pemboy và Kura. Lực lượng không quân cũng phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Kinzhan có khả năng mang hạt nhân từ máy bay MiG-31. Còn tại vùng Astrakhan ở phía nam của Nga, gần biển Caspi, các phương tiện di động đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K-720 Iskander với tầm bắn lên tới 500 km. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc tập trận hiện tại là hoàn toàn minh bạch, trong khi các cuộc tập trận liên quan đến tên lửa đạn đạo là một quá trình huấn luyện khá thường xuyên. Các cuộc tập trận đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với NATO gia tăng, khi các nước phương Tây cáo buộc Moscow tập trung binh lính và khí tài quân sự gần biên giới với Ukraine. Nga đã nhiều lần phủ nhận có kế hoạch tấn công nước láng giềng. Moscow khẳng định họ đang thực hiện các cuộc diễn tập bên trong lãnh thổ Nga như một biện pháp phòng vệ.